Mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GrowShop 24 giờ. Ngày nay thì tỷ lệ người bị mắc bệnh ung thư ngày càng nhiều, con số nó cứ tăng dần lên bởi vì chúng ta đang ngày càng nhiễm quá nhiều hóa chất độc hại từ không khí, nguồn nước hay là thực phẩm, và tất cả các yếu tố đó đã dẫn tới căn bệnh ung thư mà chính chúng ta còn bản thân chúng ta còn không biết. Và phải nói đến là có một số phương thuốc có thể chữa, hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư ở Hàn Quốc. Ai cũng biết đến, đấy là nấm linh chi. Nhưng ngoài nấm linh chi ra thì còn có một loại nữa, đấy là nấm linh chi sừng hiêu các bạn nhé. Tại vì sao Ngọc Hoa có thể nói được nấm linh chi sừng hiêu lại có tác dụng hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư? Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cây nấm linh chi sừng hiêu, và nó được mọc ở trên thân gỗ, trồng ở môi trường khô lộ thiên. Theo các theo viện nghiên cứu sinh học tại Hàn Quốc thì nấm linh chi sừng hiêu có tác dụng kháng u tốt hơn 40% so với nấm linh chi thường, bởi vì trong nấm linh chi sừng hiêu có rất nhiều hợp chất polysaccharide hòa tan. Nó giúp ngăn ngừa và hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nó kích thích cơ thể tự sản sinh ra các vitamin, khoáng chất và chất đạm cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể phục hồi lại và tăng sức đề kháng để đánh bất các vi khuẩn virus lại xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, một thành phần phải quan trọng nhất cần nói đến đấy là chypatidate, hay còn được gọi là chypatidic acid. Đây là một thành phần rất quan trọng vì nó ức chế sự phân tán histamine và nó đẩy mạnh sự hấp thu oxy hóa cũng như là chống lại các gốc tự do, là một trong những nguyên nhân gây nên ung thư cho cơ thể chúng ta. Vì vậy, ở trong nấm linh chi sừng hiêu có rất nhiều thành phần quan trọng có thể giúp bạn ngăn ngừa và hỗ trợ cũng như là hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư của mình. Vậy thì hãy sử dụng sản phẩm, hãy sử dụng nước uống nấm linh chi hàng ngày vào buổi sáng. Và nhất là lúc đói, nó sẽ giúp cơ thể bạn đào thải các độc tố ra bên ngoài, cũng như là tăng sức đề kháng cho chúng ta. Khi các bạn tăng sức đề kháng rồi thì các bạn có thể loại bỏ được các virus, vi khuẩn lạ xâm nhập vào cơ thể, là một trong những nguồn gốc dẫn đến căn bệnh ung thư của chúng ta mà chúng ta không biết. Vậy thì hãy giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh ngay từ ban đầu, chứ đừng để đến lúc bị bệnh rồi mới chữa bệnh nhé. Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu, các bạn có thể truy cập vào trang web goraSoap24h.com, hoặc là các bạn có thể gọi điện ngay cho chúng tôi theo số hotline 0904886428. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn cách dùng thế nào là hiệu quả nhất để hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư cho bất cứ ai mà bạn đang muốn giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.